Kênh Trung Lan Tự Bác xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. 5 bí quyết giúp bạn tránh xa cảm cúm. Làm thế nào để bảo vệ cơ thể khỏi bị cảm cúm trong mùa cúm này? Các nhà khoa học khuyến cáo rằng 5 bí quyết tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc chống các bệnh cảm cúm. Giám đốc bệnh viện số 1 mang tên Sechenov ở Nga, giáo sư Vanery Isvitkin cho biết không một phương pháp đặc hiệu nào bảo vệ bạn khỏi bệnh cảm cúm trong mùa cảm cúm cả. Tuy nhiên, nguyên tắc chung vẫn là giữ cho mình càng ít hắt hơi, sổ mũi càng tốt, rửa tay và vệ sinh mũi sau khi tham gia giao thông công cộng, đến những nơi đông người, rèn luyện thân thể, mặc quần áo hợp với thời tiết, ăn uống các loại thực phẩm phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học còn đưa ra một số bí quyết sau có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh cảm cúm một cách ngoạn mục. 1. Duy trì sinh hoạt tình dục đều đặn. Các nhà khoa học Anh đã tiến hành một nghiên cứu về lợi ích của việc sinh hoạt tình dục đều đặn. Những cặp vợ chồng tham gia nghiên cứu được chia thành hai nhóm. Một nhóm sinh hoạt tình dục đều đặn, nhóm kia không sinh hoạt tình dục trong khoảng 2 đến 3 tháng. Kết quả là những người trong nhóm không quan hệ tình dục bị ốm nhiều gấp 2 đến 3 lần nhóm kia. Thứ hai, đưa chất béo vào trong thực đơn hàng ngày. Tất cả các sản phẩm axit béo đóng vai trò và tích cực trong hoạt động của hệ miễn dịch con người. Vì vậy, tất cả các chế độ ăn kiêng chỉ nên áp dụng vào mùa hè, còn mùa đông cần ăn đầy đủ chất, kể cả chất béo để tránh xa bệnh cảm cúm. Nếu bạn không dám ăn mỡ thì chí ít cũng đừng từ chối các loại chất béo như dầu ô liu, váng sữa, sữa. 3. Ngủ đủ giấc. Lợi ích của việc ngủ đối với sức khỏe là tất cả mọi người đều rõ ràng. Đơn giản là những người ngủ từ 5-6 giờ ốm yếu gấp 3 lần so với những người ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày. 4. Tập thể dục đều đặn. Các bài tập thể dục kích thích tuần hoàn máu của các cơ quan nội tạng, trong đó bao gồm cả hai não phổi, làm giảm nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn và những thay đổi tiêu cực của đường hô hấp. Vận động để chất giúp gia tăng hoạt động của tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả hệ miễn dịch, kích thích sản xuất endorphin, hormone sung sướng, loại hormone giúp bạn chống lại stress và gia tăng hệ miễn dịch. Các bài tập thể thao không chỉ củng cố miễn dịch, giảm tần suất mắc bệnh mà còn rút ngắn thời gian nằm viện. 5. Nạp ánh sáng mặt trời cho cơ thể. Người ta thường có xu hướng bị trầm cảm vào mùa thu, mùa đông. Đó là hậu quả của trực tiếp của việc thiếu ánh sáng mặt trời. Josang Slangova, tiến sĩ y khoa, chủ nhiệm khoa y học dự phòng và sức khỏe Viện Thể thao Quốc gia mang tên Nesgas Nga, cho rằng dưới tác động của ánh sáng mặt trời, cơ thể con người tiết ra serotonin, hormone tích cực. Hormone này điều khiển tính tích cực trong giao tiếp của con người và được tiết nhiều vào ban ngày. Serotonin chịu trách nhiệm điều khiển giấc ngủ và tính hướng thiện của tâm hồn. Càng nhiều ánh sáng mặt trời, nồng độ serotonin trong cơ thể càng nhiều. Đi dạo bộ có thể bù lại sự thiếu ánh sáng mặt trời vào mùa đông, song cần nhớ rằng đi dạo bộ phải thực hiện vào thời gian có ánh sáng ban ngày chứ không đi vào trời tối. Để có thể nạp đủ ánh sáng mặt trời cần thiết, bạn cần để mặt và tay tối thiểu 15 phút mỗi ngày dưới ánh sáng ban ngày. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Xin chân thành cảm ơn. Và được tiết nhiều vào ban ngày. Serotonin chịu trách nhiệm điều khiển giấc ngủ và tính hướng thiện của tâm hồn. Càng nhiều ánh sáng mặt trời, nồng độ serotonin trong cơ thể càng nhiều. Đi dạo bộ có thể bù lại sự thiếu ánh sáng mặt trời vào mùa đông, song cần nhớ rằng đi dạo bộ phải thực hiện vào thời gian có ánh sáng ban ngày chứ không đi vào trời tối. Để có thể nạp đủ ánh sáng mặt trời cần thiết, bạn cần để mặt và tay tối thiểu 15 phút mỗi ngày dưới ánh sáng ban ngày. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Xin chân thành cảm ơn. Ngày dưới ánh sáng ban ngày. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Xin chân thành cảm ơn. Thành cảm ơn.